Nhưng mà một điều nữa đó là Hoa Kỳ ca đang đối đầu với lại rất là nhiều những cái sự cố liên quan đến tài chính các bạn và một trong những điều mà hầu như là không có được nói đến nhiều quốc hội đó chính là liên quan đến cái vị thế của đồng đô la. Các bạn có biết là nếu chúng ta nhìn vào lịch sử đó của đồng tiền dự trữ của thế giới thì đã có nhiều đồng tiền của thế giới đã được thay thế bởi một đồng khác rồi. Để thương cho các bạn một cái ví dụ các bạn thấy được là trên màn hình ấy, chúng ta bắt đầu tính từ năm, ở đây là khoảng chừng 1450. Thì Portugal, các bạn có biết là tiền của Portugal đã là tiền dự trữ quốc tế 80 năm từ năm 1450 tới năm nghìn 530 Rồi kế đó là cái bạn được là ở Tây Ban Nha, Spain Các bạn có biết là tiền của họ đã là một thời gian tiền dự trị quốc tế tương tự như là đồng đô la hiện bây giờ Và đã tồn tại 110 năm từ 1530 đến 1640 Netherlands các bạn à, là tồn tại 80 năm từ 1640 đến 1720 Trước khi mà tiền của họ bị thay thế bởi đồng của nước Pháp các bạn Tiền Pháp đó đã là tiền dự trữ quốc tế từ năm 1720 đến 1815 95 năm luôn các bạn và sau đó chính là đồng bản Anh đồng bản Anh đó đã là tiền dự trữ 105 năm tổng cộng 1815 tới 1920 rồi sau đó các bạn đã biết là từ khi mà thuận lợi tới bây giờ đó thì thuận chỉ biết đồng đô la là tiền dự trữ của thế giới mà thôi từ năm 1920 cho đến bây giờ và nếu như các bạn tính thì đã là 103 năm rồi thì nếu như mà chúng ta tính đô la đã thống trị là tiền dự trữ của À, quốc tế 103 năm thì so với lại những cái tiền khác đó thì chỉ thua đồng bảng Anh 2 năm và chỉ thua Spain đó là 7 năm mà thôi. Khi đồng đô la còn bao nhiêu năm nữa chúng ta không có biết. thôi chỉ biết được là không có gì là mãi mãi ngoại trừ tiền pháp định sẽ mãi mất giá và bị thay thế bởi một loại tiền pháp định mới và rồi tiền đó lại cũng sẽ cùng chung số phận và cứ tiếp tục như vậy. Đầu tư là cách duy nhất để mà bảo vệ tài sản của bạn. Tại vì sao vậy các bạn? Khi mà các bạn à, nhìn vào lý do tại sao mà tất cả những tiền pháp định này đó cuối cùng lại bị thay thế bởi một tiền pháp định khác để mà trở thành tiền chủ quốc tế, lý do rất là đơn giản các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được là lịch sử vẫn là một bài học đó. Lý do tại sao mà tất cả những tiền này bị thay thế bởi một loại tiền khác, đó chính là in tiền quá nhiều, quá lạm dụng cái lực in của mình khi mà trở thành một tiền dự trữ quốc tế thì Hoa Kỳ cũng vậy mà thôi các bạn Rồi sau đó lại có thể có một đồng khác nữa Rồi đồng đó cũng sẽ như vậy mà thôi Đến cuối cùng đó thì chúng ta được là lòng tin vào tiền pháp định sẽ ngày càng yếu đi qua thời gian mà nhất là những thời điểm như thế này các bạn nhiều người đặt ra rất nhiều câu hỏi à, liên quan tới tiền pháp định chúng ta có thật sự là sẽ có một tiền pháp định mà họ sẽ không lạm dụng quyền của tiền của mình hay không lịch sử vẫn chưa cho thấy điều đó và đối với đồng đô la các bạn đã từng nhìn thấy biểu đồ này rồi đồng đô la mất giá theo thời gian tại vì lạm phát ăn mòn sức mua của các bạn một đồng đô la bây giờ không mua được chuyện nhiều hết các bạn nhưng mà chúng ta trở về năm 1913 thì một đồng đô la hồi đó tương đương với khoảng chừng là 26 đồng 14 cent hiện bây giờ và cứ thế theo thời gian chúng ta được đồng đô la ngày lại càng mất giá tại vì sao tại vì in tiền các bạn và có thể là các bạn nhìn những cái hình này đây các bạn có được có thể à, bịa ra nhưng mà các bạn nên hiểu đó đây là cái thông tin đến trực tiếp từ chi nhánh của Fed ở San Louis được đây chính là biểu đồ chính thức của Fed đo lường cái lực mua của đồng đô la theo thời gian đây là điều mà ai cũng hiểu hết các bạn chỉ là gần đây sau cái đại dịch nhiều người đã chú tâm hơn rất là nhiều và tất cả những điều này đều có một sự liên quan đến btc các bạn và chúng ta sẽ nói tới một bài viết được chia sẻ bởi boyinstore us thì đây là bài viết nói về năm giai đoạn của tiền pháp định hay còn gọi là fiat thì tiền pháp định sẽ đi theo giai đoạn nào Giai đoạn đầu tiên đó, giai đoạn thứ nhất đã được thúc đẩy bởi sự lạc quan và hưng phấn khi các chính trị gia hứa hẹn kích thích tăng trưởng một cách có trách nhiệm. Lúc nào cũng như vậy các bạn, mới đầu đó khi mà muốn in tiền thì ai à cũng sẽ nói là yên tâm đi, chúng tôi sẽ in để mà kích thích nền kinh tế nhưng mà sẽ in một cách là có trách nhiệm. Ban đầu đó thì sẽ có lời hứa về trách nhiệm tài chính, chỉ in những gì đất nước cần và sống trong phạm vi ngân sách cho phép. Tuy nhiên khoảng thời gian đó đó thường ngắn ngủi vì các chính trị gia và chủ ngân hàng trung ương sẽ sớm đầu hàng trước cám dỗ in thêm tiền để kích thích tăng trưởng. Bạn thường là in thêm tiền là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để mà kích thích nền kinh tế. Trong giai đoạn 2, các hạn chế sẽ dần được loại bỏ khỏi quy định tạo tiền tệ ý tưởng trả hết nợ không còn quan trọng so với tăng trưởng do đó tăng trưởng trở thành động lực quan trọng nhất của hệ thống fiat khi tiền tệ dần mất đi giá trị do sức mua giảm mọi người sẽ làm việc nhiều giờ hơn để mà duy trì mức sống đây là chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh bạc khi mà thanh khoản quá mức xâm nhập vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản tăng trưởng sẽ bắt đầu chậm lại và do đó cần phải tạo ra nhiều tiền hơn để kích thích tăng trưởng. Điều này có nghĩa là lãi suất phải được duy trì ở mức thấp với lãi suất được giữ mức thấp đồng thời đó với việc in tiền đáng kể mọi người sẽ phải chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường bất động sản chỉ để theo kịp lạm phát. Ở giai đoạn 3, mọi người cũng sẽ bắt đầu vay mượn nhiều hơn để chi tiêu do họ cảm thấy giàu khi mà tài sản của họ tăng lên khiến cho họ cảm thấy mình có nhiều tiền hơn so với sức mua của họ. Trước khi chúng ta đi vào 4 và 5 đó, thì để thuận chia sẻ một số điều với các bạn. Khi chúng ta nói tới giai đoạn 2 đó, thì tôi nghĩ là cho tới bây giờ à, mọi người cũng không nghĩ là quốc gia nào còn ở trong giai đoạn 1 hay 2 nữa đâu. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy được những thông tin như là cái à, đồng hồ liên quan đến nợ của quốc gia đó, có nghĩa là nợ công. Thì chúng ta được là hầu như quốc gia nào cũng nợ rất là nhiều và hầu như không có quốc gia nào bây giờ đã quan tâm đến việc trả hết nợ hết các bạn chỉ là người này nợ người kia người kia nợ người nọ rồi cứ tiếp tục như vậy mà thôi nợ ngày lại càng tăng lên đương nhiên chúng ta được là dẫn đầu đó là hoa kỳ và kế đó là trung quốc cả hai đều nợ rất là nhiều à, cho nên chúng ta có thể hiểu được là giai đoạn 1 và hai đó hầu như những quốc gia lớn bây giờ không có ai trong hai giai đoạn này nữa chúng ta được là có nhiều quốc gia đã nằm trong giai đoạn 3 rồi in tiền kích thích nền kinh tế nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy được là nền kinh tế đã quá quen thuộc với lại lãi suất thấp quá quen thuộc với lại tiền có thể vay mượn dễ dàng tiền ở khắp nơi thì nền kinh tế đó khi mà không có tiếp xúc được lãi suất thấp không tiếp xúc được với lại tiền dễ dàng nữa thì nền kinh tế lại bị chậm lại và cứ như là một người mà bị nghiện các bạn chúng ta lại thấy được là tiền đã được in ra lãi suất lại được giữ thấp để tiếp tục kích thích nữa và chúng ta thấy điều này xảy ra khắp nơi luôn không riêng một quốc gia nào hết ở hoa kỳ chúng ta đã thấy ở trung quốc chúng ta cũng thấy luôn đó là lý do chúng ta có những cái công ty bất động sản bất ổn như là evergrande chúng ta nói tới rất là nhiều rồi đây là điều xảy ra khắp nơi hết và cứ tiếp tục như vậy và khi mà có quá nhiều tiền được in ra như vậy đó thì tiền ngày lại càng mất giá người dân không còn cách nào khác ngoại trừ việc là họ phải tìm cách để mà đầu tư để mà duy trì được cái sức mua của họ cho nên chúng ta lại thấy được là có nhiều bong bóng tài chính xuất hiện trong những cái thời điểm đó và chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này khi mà Thuận chia sẻ một cái video rất lâu rồi với các bạn Đây là cái video 464 các bạn Chúng ta bây giờ đã video à, 1.500 mấy rồi Mà đây là cái video à, Thuận chia sẻ cách đây 3 năm Thế giới đã điên rồi Nhưng mà nào mà chưa xem đó, thì cũng nên xem để có hiểu à, thể hiểu được Đây là một cái video à, trích ra từ một trong những cái bài rất là tâm huyết đến từ Redalio các bạn Trong video này, này nói về tài sản Nói về là tại sao chúng ta thấy cái hiện tượng là khi mà tiền được in ra nhiều đó thì tất cả thị trường à, đều có cái sự tăng giá như vậy tại vì sao các bạn tại vì người dân nó không còn sự lựa chọn ngoài chỉ đầu tư tại vì trước đây đó khi mà lãi suất ở mức cao thì những người về hưu có thể là nhiều người họ dựa vào lãi suất đó để mà sống có nghĩa là họ mua công trái phiếu họ mua trái phiếu à, để mà lấy lãi thì lãi đó đã đủ cho họ sống rồi trong cái thời kỳ mà lãi suất thấp đó thì à, cái lãi đó không đủ các bạn tại vì lãi suất quá thấp họ không thể nào dùng tiền lãi để mà sống được họ bắt buộc làm gì bắt buộc phải đầu tư khi đầu tư đó thì à, mọi người đầu tư giá cả của bất động sản giá cả của btc giá cả của chứng khoán vàng lại tăng lên khi mà giá cả tăng lên đó, tuy là họ chưa có bán nhưng mà họ lại cảm thấy giàu tại vì giá cả của mình tăng lên thì à, họ lại vay mượn rồi chi tiêu nhiều hơn tại vì họ nghĩ là họ có tiền à, nhưng mà tất cả đều sẽ sụp đổ khi mà mọi thứ ngưng lại các bạn mọi thứ ngưng lại tài sản của họ giảm và họ có một đống nợ cho nên mới dẫn đến những cái tai hại sau này đó là giai đoạn thứ ba và rất nhiều những quốc gia đã đi vào giai đoạn thứ ba rồi và chúng ta có thể hiểu là phần lớn thế giới đang nằm trong giai đoạn thứ ba trong cái thời kỳ đại dịch khi mà tiền quá dễ các bạn chúng ta có thể có được lãi suất thấp và tiền được in ra khắp nơi rồi chúng ta nói tới giai đoạn thứ tư giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn áp chót của chu kỳ fiat tăng trưởng chậm chạp buộc các tổ chức tài chính phải cố gắng kiếm tiền thông qua các phương tiện khác ngoài kinh doanh thông thường ở giai đoạn này đã tham nhũng chiếm ưu thế các nguyên tắc cơ bản bị bỏ qua và của cải tập trung vào tay một số ít người tại thời điểm này các cá nhân phải tự bảo vệ mình bằng cách không tin tưởng vào chính phủ hoặc là cố vấn tài chính những người không làm như vậy sẽ bị mất tài sản trong phần sau của giai đoạn 4 và giai đoạn 5 và giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng của một cái hệ thống tiền pháp định giai đoạn 5 xảy ra khi mà chúng ta có siêu lạm phát đây là giai đoạn kinh tế tồi tệ nhất của chu kỳ tiền pháp định ở giai đoạn 5 tiền phát định trở nên vô giá trị. Ở giai đoạn này, đã nhiều loại tài sản xuất hiện trong hệ thống tiền tệ để được sử dụng làm tiền tệ hoặc là được sử dụng để lưu trữ. Hãy nhớ rằng siêu lạm phát đã xảy ra ít nhất 56 lần trong hai thế kỷ qua và chúng ta vẫn đang thấy rất nhiều quốc gia gặp siêu lạm phát hiện bây giờ. Chúng ta nói tới Venezuela, chúng ta nói tới Zimbabwe, chúng ta nói tới rất nhiều những quốc gia và chúng ta có thể lên trên trang web chính thức của IMF các bạn. Đây là quỹ tiền tệ quốc tế và chúng ta có nhìn thấy được là những quốc gia như là Zimbabwe lạm phát 204% trong một năm các bạn, Venezuela 195%, Sudan 76%, Argentina 76% và nhiều quốc gia khác cũng có phần trăm lạm phát rất là cao và chúng ta trên channel này đã nói khá nhiều về Venezuela các bạn các bạn có biết là bây giờ ở Venezuela đã tiền đem đi cân ký không tại vì tiền nó quá vô giá trị đến nỗi mà không cần phải đếm các bạn cân ký lên được rồi và khi mà cân ký đó các bạn có biết là trọng lượng của tiền pháp định không bằng trọng lượng của một tờ giấy xúc nữa thì chúng ta thấy được tiền mức giá cỡ nào rồi cho nên lạm phát xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra điều mà chúng ta có thể hiểu được đó là rất nhiều quốc gia họ cố gắng đẩy lùi những giai đoạn này giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là nhiều lò tiền pháp định đó, có thể họ đã đi từ giai đoạn 1, 2, 3 rồi sau đó nó họ sẽ cố gắng giữ lại giai đoạn 3 này thậm chí có thể đẩy ngược lại giai đoạn 2 à, rồi khi cần thiết đó lại đẩy qua giai đoạn 3 đó là những gì chúng ta thấy được Fed hay làm có lúc siết chặt tiền tệ có lúc nới lỏng tiền tệ khi mà nói như vậy đó thì cảm thấy như là Fed đang làm một cái gì đó rất là cao siêu các bạn nhưng mà trên căn bản đó khi chúng ta nhìn lại giai đoạn tiền tệ đó thì tiền pháp định nào cũng sẽ đi từ 1, 2, 3, 4 năm chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi cho nên chúng ta mới thấy được là tiền pháp định luôn bị mất giá và bị thay thế và chúng ta được là siết lỏng chẳng khác gì là một cách nói là chúng ta đẩy về một giai đoạn trước đó để khi cần thiết đó lại nới lỏng để giữ ở một giai đoạn 3. và các bạn được là tất cả đó thì dựa vào ngân hàng trung ương khả năng họ có thể giữ được giai đoạn 3 và giai đoạn 2 bao nhiêu lâu. Khi mà chúng ta đã qua giai đoạn 4 rồi đó, thì rất là khó để có thể họ phục. Tại vì lúc đó lòng tin đã không còn nữa, các bạn. Và khi một người dân không còn tin tưởng vào tiền pháp định nữa thì họ sẽ lưu trữ tài sản. Và đây cũng là một trong những lý do chính tại sao mà BTC xuất hiện, các bạn. Bitcoin xuất hiện là có thêm một cái sự lựa chọn cho mọi người. À, chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể lưu trữ bất động sản, chúng ta có thể lưu trữ vàng, các bạn có thể lưu trữ cổ phiếu. Nhưng mà BTC bây giờ lại là một điều khác nữa, các bạn. Có thể lưu trữ một loại tài sản mới hoàn toàn. Và loại tài sản này đó khác hoàn toàn với những loại tài sản còn lại các bạn có thể thấy được là BTC là một cái gì đó các bạn có thể dễ dàng di chuyển các bạn có thể dễ dàng sử dụng các bạn có thể thấy được là BTC chấp nhận khắp nơi có thể chia nhỏ được nó có rất là nhiều những cái ưu điểm và Thuần không có nói là BTC sẽ hoàn toàn là xóa ngôi vàng hay là xóa ngay bất cứ một loại tài sản nào hay là BTC trở thành tiền tệ của quốc tế hay là sẽ xóa ngôi đồng đô la không không nói gì thường chỉ nói là chỉ cần một của người nào mà đang lưu trữ tiền trong những tài sản đó cảm thấy được BTC có giá trị để mà đa dạng hóa thì một phần tiền thôi đi vào BTC thì giá cả sẽ đến đâu rồi và đây là cái lập luận căn bản của thuận liên quan tới BTC nói riêng và crypto nói chung đương nhiên những loại crypto khác đó thì sẽ có nhiều cái ưu điểm khác nhau và ở trong một cái video được chia sẻ trực tiếp bởi Ray Dalio ra video này được rất nhiều người xem và Thuận cũng rất thích xem các bạn à, đây là cái video có tên là Principles for dealing with changing world order by Ray Dalio đây là một cái video dài 43 phút nhưng mà có rất nhiều thông tin trên đó và một phần đó thường cũng vừa chia sẻ với các bạn khi chúng ta nói tới giai đoạn thứ ba của tiền fiat khi mà đồng đô la đã không còn được hỗ trợ bởi vàng nữa thì sáng hôm sau các bạn nghĩ là có phải là chứng khoán màu đỏ hay là không thì không phải các bạn sáng hôm sau chứng khoán cực kỳ xanh luôn tại vì sao vậy tại vì lúc đó Hoa Kỳ đã không còn dựa vào vàng nữa và có thể in tiền bất cứ lúc nào à, và đương nhiên tiền đó chảy đi đâu chảy về những mạng đầu tư cho nên chứng khoán mới xanh như vậy và đây cũng là điều làm cho Ray ngạc nhiên thời điểm đó và nói tới đồng đô la đó thì như thường dự chia sẻ với các bạn là không có gì mãi mãi được à, nhưng mà đồng đô la bây giờ đó tình hình đang ở đâu còn bao nhiêu thời gian nữa thì thường chia sẻ một số thông tin với các bạn để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình À, chúng ta có thể nhìn thấy được những thông tin như là chúng ta thấy được cái bài này đó là đăng ngày hôm qua liên quan tới là trung quốc và brazil brazil là một trong những cái nền kinh tế rất là lớn trên thế giới thì hai quốc gia này à, họ đã bắt tay để chấp nhận giao dịch quốc tế mà sử dụng đồng của họ nghĩa là đồng nhân dân tệ và đồng rio của brazil nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa là không có thông qua đồng đô la nữa thì đây là một trong những điều mà được chia sẻ rất là nhiều có phải đồng đô la sắp sửa bị thay thế rồi hay là không thì đều hương chia sẻ một số những cái thông tin khác thú vị với các bạn à, đây là một cái bài viết được chia sẻ liên quan đến sự kiện của đồng đô la và có rất là nhiều những cái thông tin trong đây thứ nhất đó, là chúng ta cũng đã biết là đồng đô la đã là tiền dự trữ của thế giới đó một thời gian dài rồi chúng ta đã thấy được là cái thời gian đó đã là 103 năm tính đến thời điểm bây giờ Và trong cái khoảng thời gian đó nó có rất nhiều quốc gia Thậm chí còn xem đồng đô la như là tiền pháp định của họ như là El Salvador, uh, Panama và Ecuador Nhưng mà El Salvador các bạn hãy nhớ là cách đây 2 năm thì cũng đã chấp nhận luôn BDC để pháp định uh, Ngoài trừ đồng đô la Nhưng mà điều này cũng cho thấy đồng đô la đã thống trị một thời gian dài và có sức mạnh như thế nào Năm 1944 đó thì trong cái hội nghị Bretton Woods đã đưa ra một cái sự chấp nhận của 44 quốc gia Là đồng đô la sẽ là tiền dự trữ của quốc tế Tại vì đồng đô la đó sẽ là một đồng mà được hỗ trợ trực tiếp bằng vàng Và điều này đó chỉ tồn tại được mấy chục năm mà thôi các bạn Tới năm 1971 đó thì Nixon đã ra quyết định là không có hỗ trợ đồng đô la bằng vàng nữa Vì nhiều lý do các bạn Nhưng mà trên căn bản đó là mọi người tới lấy vàng hoa kỳ trên các bạn không thể nào mà trả hết bạn gì được cho nên đã ngưng không có cho đổi đồng đô la ra thành vàng nữa nhưng mà dù sao đi nữa sau đó đó thì à, bao nhiêu năm sau lịch sử vẫn cho thấy được đồng đô la là một trong những cái loại tiền trên thế giới mà người ta xem như là một cái loại à, nơi trú ẩn an toàn khi mà có những cái sự cố xảy ra khắp nơi đó thì người ta lại muốn lưu trữ đồng đô la tôi nghĩ đây là điều mà những bạn nào mà có ba mẹ thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn đã biết là ngoại trừ à, lưu trữ vàng ra đó thì những thế hệ trước họ cũng lưu trữ đồng đô la đồng đô la luôn được xem là một cái loại à, tài sản có thể lưu trữ được khi mà chúng ta có những điều bất ổn nhưng mà năm 2014 đó thì lại có một cái sự kiện xảy ra lần đầu tiên chúng ta được là có hai quốc gia lớn đó chính là nước nga và nước trung quốc hai quốc gia này đã bắt tay với nhau à, để họ có thể là giao dịch quốc tế mà không thông qua đồng đô la và lúc đó chỉ có hai quốc gia này mà thôi các bạn cho nên à, mọi người cũng quan tâm nhưng mà không có phải quan tâm nhiều như là bây giờ à, đây là một trong những cái trend mà chúng ta thấy là tiếp tục và tiếp tục nữa như là thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây liên quan tới brazil à, sau đó đó chúng ta lại tiếp tục thấy là có một động thái đến từ những ngân hàng trung ương à, chúng ta thấy được là nhiều ngân hàng trung ương đó bắt đầu tích lũy rất là nhiều vàng bắt đầu từ năm 1987 và có nhiều tin đồn lúc đó, đó, là những hành trung ương đó họ không muốn dựa vào đồng đô la nữa mà họ có thể là muốn tự dựa vào vàng mà mình tích lũy để khiến cho đồng của họ có giá trị hơn và chúng ta cũng thấy được là năm 2023 đó chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Ấn Độ và Trung Quốc họ cũng sắp sửa có ý định muốn giao dịch mà không thông qua đồng đô la nữa chúng ta bắt đầu thấy được là có nhiều những quốc gia lớn họ muốn giao dịch riêng mà không thông qua đô la thì có phải là đồng đô la sắp sửa bị thay thế hay là không thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái thống kê cho thấy được là cái volume giao dịch đồng nhân tệ và đồng ruble của nước nga như thế nào thì chúng ta có thể được là theo thời gian đó thì cái số lượng giao dịch mà không thông qua đồng đô la mà thông qua chính đồng của quốc gia của họ đó ngày lại càng tăng lên. Và Trung Quốc thì ngày lại càng trở thành một cây quốc gia lớn các bạn. Nhưng mà nếu nói là đồng đô la sắp sửa bị thay thế đó thì cũng không hẳn đâu. Đồng đô la ngày lại càng mất đi thị phần là đúng các bạn. Nhưng mà nếu sắp sửa bị thay thế đó thì vẫn chưa. Tại vì nếu chúng ta nhìn vào cái sự phân bổ hiện bây giờ ra giao dịch thế giới mà sử dụng như đồng nào. Thì các bạn thấy được là trên thế giới bây giờ là 59.8%. À, vẫn thông qua đồng đô la là cái đồng mà được dùng để mà giao dịch quốc tế Và khoảng chừng là 20% là đồng euro Rồi đồng Nhật Bản là 5.3% Bản Anh là 4.6% Và chúng ta tiếp tục thấy 2.8% cho đồng nhân nhân tệ Canadian Dollars là 2.5% à, Đô la của nước Úc là 1.9% Và Swiss France là 0.2% các bạn à, Không phải là nhiều lắm Nói chung á, tính thì bây giờ thì đồng đô la vẫn là cây đồng mà được sử dụng nhiều nhất Nhưng mà cái phần trăm này đó, ngày lại càng bị mất đi thị phần Điều này có nghĩa là gì các bạn? Nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy cái đường đi của những quan chức Hoa Kỳ Tiếp tục thấy Fed à, lạm dụng cái chức năng của mình như vậy đó Thì đồng đô la ngày lại sẽ mất giá mà thôi Tại vì không ai muốn dựa vào một đồng mà mình không được quản lý nhưng mà thậm chí đồng đó lại được in ra rất là nhiều một cách mất kiểm soát như vậy nhưng mà nếu như mà không dùng đồng đô la nữa đó thì dùng đồng nào các bạn nhiều bạn nói là có thể dùng những nhân tệ có thể nói là dùng một đồng nào ở đồng Nam Á cái đó thường không biết được thôi chỉ có thể chia sẻ với các bạn là chỉ nhiều dùng đồng nào đi nữa đó thì kết quả cuối cùng cũng như nhau mà thôi đồng đó lại bị thay thế bởi một đồng khác và cứ tiếp tục như vậy các bạn tại vì quốc gia nào ra thì cũng có những cái như là in tiền khi mà giao quyền in tiền cho quốc gia nào đó và đồng của quốc gia đó trở thành tiền tại quốc tế chúng ta mới thật sự biết được là ngân hàng trung ương đó có thật sự là có trách nhiệm với người dân có trách nhiệm với lại cái sức mạnh của đồng tiền của mình hay là không hay là lại sẽ lạm dụng như là chúng ta đã thấy lịch sử có đầy những cái ví dụ như vậy nếu như mà không hoàn toàn dựa vào một đồng khác đó mà sau này mọi người được có cái sự nghi kỵ lẫn nhau thì không phải chúng ta lại trở về cái thời kỳ mà dùng vàng để đảm bảo thì trước hết chúng ta thực sự là không có đủ vàng để mà đảm bảo các bạn đây cũng là lý do tại sao mà hoa kỳ không có hỗ trợ bằng vàng nữa tại vì khi mà chúng ta có vàng Hỗ trợ đó thì không thể in nhiều và trong những lúc cần thiết lại không thể in thì có nhiều ràng buộc. Cho nên chúng ta được thế giới không còn sử dụng vàng để mà hỗ trợ đồng của mình nữa. Nhưng mà chúng ta được là Hoa Kỳ vẫn lưu trữ rất là nhiều vàng. Chúng ta thì được là xếp hạng đầu trên thế giới đó là lưu trữ khoảng chừng 8.133 tấn vàng. Kế đó là nước Đức lưu trữ 3.355 tấn vàng. Nước Ý đó thì 2.452 tấn. Rồi kế đó là chúng ta có nước Pháp, rồi nước Nga, rồi Trung Quốc, Switzerland... À, Nhật Bản và Ấn Độ các bạn và cứ tiếp tục Nhưng mà chúng ta thấy là có nhiều quốc gia lớn Họ đã chiếm phần lớn vàng rồi Vàng nên thì vẫn được đào ra Nhưng mà chúng ta thấy được là Đâu phải là nhiều vàng được đào ra hoài đâu Khi mà đào ra rồi đó Thì lại được thu mua tích lũy các bạn Nhưng mà những quốc gia lớn Họ đã tích lũy nhiều rồi Chúng ta có những quốc gia nhỏ hơn đó Thì họ làm sao đây nếu như mà chúng ta trở thành một cái thời kỳ mà những quốc gia lại tự lưu trữ vàng thôi thì hơi lạc qua một chút thôi nghĩ là ngoại trừ vàng ra chúng ta bây giờ lại có một cái loại tài sản mới đó chính là BTC các bạn có thể là đã quá trễ để chúng ta có những quốc gia như Brazil bây giờ mới gấp rút đi mua vàng thì những quốc gia lớn rất tự nhiều rồi các bạn đâu còn nhiều vàng để Brazil có thể thu mua một số lượng lớn nữa nhưng mà ngược lại BTC thì lại hoàn toàn là một cái trang mới cơ hội vẫn còn đó có thể là thuận quá lạc quan nhưng mà thuận thì lại có đồng tin là một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe ngoại trừ bây giờ chúng ta có những công ty lưu trữ crypto như là một tài sản như là MicroStrategy lưu trữ BTC thuận lại có đồng tin là một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe những quốc gia lưu trữ Bitcoin làm tài sản ngoại trừ Salvador đã bắt đầu rồi nhưng mà những quốc gia khác thì sao các bạn? Cho bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới rồi, có hai thông tin ngắn này Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta có Metamask Thì đây là thông tin thường là Nhiều bạn cũng đã nhận được rồi Có nhiều tin đồn là Ngày 31 tháng 3 Có nghĩa là ngày mai Thì Metamask sẽ airdrop token Đó là thông tin giả các bạn Metamask nói là không có chuyện đó Sau này họ có airdrop token hay không Thì họ không có nói Chỉ nói là chuyện về ngày mai là không đúng Và chúng ta cũng có cập nhật lên từ Simon Free Thì Simon Free đã cùng với là luật sư Đi đến tòa án và đã nói gì các bạn biết không? Đó chính là không có nhận tội. Tất cả những điều này đó là không sự thật. Có nghĩa là Simon Free sẽ ra to và cái ngày ra tòa đó sẽ vào tháng 10 các bạn. Bây giờ chỉ mới có tháng 3 mà thôi, tới tới tháng 10 là 7 tháng sau. Chúng ta mới thấy Simon Free ra to Tại sao lâu như vậy thì mình đã chia sẻ rồi, tại vì ở bên luật sư của Simon Free nói là có quá nhiều uh, chứng từ cho nên cần thời gian để mà xem trước khi mà ra to và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, coinex, okx hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mình nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn